Đúng rồi. Dạ dạ. Nè chú. Tiền nè. Cảm ơn chú. Ờ. Ê 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 chạy xe gì thế ớn à. Anh Đọt. Ờ. Anh Đọt. Tôi nghe rồi. Thanh nói gì Thanh nói đi. Ủa, bà Chính có nhà không anh Đọt? Ở trọng á. Hôm nay hả, anh Đọt không đi chạy lưới hả? Ờ, không. Tôi đang bận sửa xe đạp nè. Không chừng chiều tôi mới đi. Ủa mà Thanh không có nhà học hả? Em học bài xong rồi. Nè nè anh Đọt. Anh Đọt. Gì? Chè mới nấu á. Thôi tôi không ăn chè đâu. Tướng tôi mập như vậy rồi ăn vô chanh thành con heo quá. Út Huệ nói á, tôi mang chè qua cho anh. Anh không ăn tôi đi về. Đây đây tôi ăn cho. Ủa mà sao hồi nãy á, anh nói á là anh không ăn chè, ăn chè mập như heo vậy đó. Ờ thì hồi nãy tôi tưởng chè đậu xanh. Chè đậu xanh ăn mập như heo. Con này chè chuối mà. Ăn đậu mập đâu. Để tôi ăn cho. À, công nhận chè chuối Út Huệ nấu ngon thiệt chứ. Ai nói là của Út Huệ nấu? Hồi nãy Thanh nói Út Huệ nấu mà. Tôi nấu, còn Út Huệ kêu đem qua. Nè, cái này là tôi lớn tôi và Thanh nghe chưa. Mai mốt có nói cái gì cũng phải nói rõ ràng. Nói chuyện vậy dễ mới lòng lắm biết không. Cái đồ. Đồ gì? Cái đồ háo gái. Trả đây tôi đem về. Chị nhớ em. Tía. Gì? Về chưa? Con ôm mớ này hết nổi rồi nghe. Ráng đi con. Con gái nuôi tới lớn, lưng dài vai rộng, có nhiều sách không nổi. Tối ngày á nằm coi phim hay lắm. Bao nhiêu sách không nổi mai mốt lớn làm gì ăn. Tí hay quá tí sách thử coi. Con cãi nữa hả? Thấy con Thanh không? Có khi nào nó dám cãi tí nữa không? Con nói 10 cái 10 cái không à. Cãi đâu mà cãi. Con mệt chứ bộ. Mệt gì? Tí nghĩ coi, con là con gái mà tí kêu sách nguyên mới này tôi chịu nổi. Tí không thua con gì hết trơn á. Ráng được con. Tía cái lưng tía bị đau, tía sách không nổi ha. Ráng đi tía thương. Mệt quá. Mấy cái sắp giải này mà khoác lên người em Ngọc thì còn cái gì bằng. Trời ơi anh ba. Trời ơi cái giải này đẹp quá à, hợp với em quá à. Em thích ghê vậy đó. Em thích không? Dạ. Để anh về chợ mới anh dọn nguyên sập giải lên cho em nha. Anh đế dễ thương quá à. Đế ơi là đế. Đế sẽ chết cái tay em. Tao thật là chả hết hồng hết chứ. Ngủ gục hay gì vậy trời? Đi không đang đi đứt chợm gì vậy? Kệ tao. Mày lo mà xách ba đồ về kìa. Rớt mất một món gì tao đập gãy vỏ. Tao lo không à. Anh ba, mua giải hả anh ba? Tính mua cho bà xã hay mua cho con gái vậy? Không có mua. Coi chơi à. Mua đại đi mợ. Nghe nói có gã con gái đi nước ngoài. Không lẽ có mấy sắp giải mà không nổi sao? Tại chưa tới lúc thôi. Tới lúc tôi mua bà cắt không có kịp đâu. Sao? Đọt. Dạ. Chiều nay con có đi chài không? Dạ có ngoại.
Để anh tranh thủ sửa xe xong cái rồi con ra ngoài bắt mớ cá về kho cho ngoại ăn. Ờ, vậy thì giỏi à. Với lại con làm được nhiêu tiền thì để dành, để có xài gì mà xài nghe không? Để dành chi ngoại ơi? Ngoại giữ đi đừng đưa cho con. Đưa quá con hả? Có làm mất hoài à? Thì con cứ để dành đó đi. Để dành cưới vợ cũng được vậy. Mà nè Đọt Đọt. Dạ. Con thấy bé Thanh nó làm sao? Bé Thanh con chú tới chân hả ngoại? Ừ, mày còn làm bộ làm tịch hỏi nữa. Cả cái xã này có mình nói tên Thanh chứ ai nữa nè. Ờ thì thấy cũng bình thường à. Thì cũng dễ thương. Hiện lành, ngoan ngoãn. Mà con nghe chú Tư nói là Thanh học giỏi lắm á ngoại. Ừ. Mà ngoại thấy con bé Thanh á, nó để ý còn dữ lắm nghe Đọt. Không có đâu ngoại ơi, làm gì có chuyện đó. Sao mày biết? Vậy chứ con hỏi ngoại nè, sao ngoại biết Thanh khoái con? Ờ biết chứ sao không biết. Nè nói nghe, ngoại thấy rồi đó, Thanh nó nhìn lén con hoài hả? Bộ nhìn lén là khoái hả ngoại? Ừ chứ sao, bộ ngoại nó không đúng hả? Ngoại nói là trúng phốc đó nghe con, không có qua mắt được bà già này đâu nghe. Thì cho dù có đi chăng nữa thì con với coi Thanh như là... Là làm sao? Mấy đứa em trong xóm á mà. Nhìn nó con nít thấy bà. Con nít cái gì nữa? Nó được lắm đó. Mày mà không ưng á hả? Là đừng có tiếc đó nghe con. Thôi. Trời đất ơi, mày đi đâu vậy? Vô rửa xe. Cái thằng này. Em tính ngừng cái chuyện xáo sang thiệt hả cưng? Một phần á, em muốn làm cho bỏ ghét. Một phần á, nhìn cha nội ba đía, em thấy ghê quá. Anh rất là hiểu cảm giác của em. Anh còn ở cha già đó nữa mà. Huống chi là người đẹp giống như em vậy. Thấy chưa? Vậy mà anh muốn đẩy em cho anh chả đó hả? À, không phải. Nhưng mà em phải hiểu giúp cho anh cái, đây là chuyện lớn. Đây là cái dịp để mình sửa đẹp cha xấu sáng. Em quên sao? Em không có quên. Nhưng mà bây giờ làm cách gì giờ? Thằng cha xấu sang gian xảo lắm, làm sao qua mặt được ổng. Nè, em đừng có lo. Từ từ rồi cháu nó cũng sẽ nhường thôi. Mà nghe anh dặn nè, bây giờ em đã lọt vô mắt xanh của anh cha ba đứa rồi. Bây giờ chắc chắn cha xấu sang rất nóng ruột, muốn em nhảy vô cái hố này. Nhưng mà nghe anh nói, cứ từ từ, làm giá một thời gian, kéo dài áp lực cho anh xấu sang càng lớn, lúc đó mình càng dễ thao túng hơn. Em thấy sao? Em tuân lệnh ông xã tương lai. Vậy mới được chứ. Vô. Dạ bánh đây, bánh đây. Dạ rau thêm nè chú. Dạ hai chị dùng gì à? Dạ hai cái bánh xèo. À ba Tịnh ơi, dạ, cho má hai cái bánh xèo bằng này nha con. Dạ có luôn. Tính tiền chị ơi. Tính tiền em chị ơi. Dạ hai cái 60. Dạ hai cái bánh xèo. Dạ cảm ơn. Dạ dạ, dạ rồi rồi. Bữa nay hên dạ các bạn trống á. Dạ dạ ngồi đó đi chờ tí nha chị. Hai bánh xèo hết chị ha. Dạ dạ dạ. Má 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 gì? Để con nè, má cầm đây vô giùm con luôn đi. Vậy nè. Dạ 62.000 anh. Dạ 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 cảm ơn. Kiếm ghế đi, vô ngồi kìa bạn kìa. Đi ơi cho ba cái chị ơi. Dạ có liền, chờ em chút nghe. Không, giới thiệu nghe. Thank you.
ông ơi, có bánh không ông? Có bánh chưa? Trời ơi, khách đông quá chừng luôn. Có bánh chưa ông? Ông ơi, làm gì mà ngồi cười tủm tỉm vậy ông? Ông! Cái gì vậy trời? Ông đau đâu hả? Đau bệnh gì? Mệt nghỉ chút cho đau bệnh gì? Làm dữ vậy? Khách người ta hối quá trời được kìa. Nghỉ có một bữa mà bữa nay người ta kéo tới quá trời đông luôn vậy đó hả? Mệt quá, bà đi ra ngoài giùm tôi đi. Rồi chừng nào bánh xong tôi kêu. Nhớ nha ông, nhanh nhanh lên, khách ta đợi nãy giờ đó ông. Thôi thôi đi lẹ đi, nói nhiều quá. Ủa, ẻm đâu rồi ta? Rồi rồi rồi, đợi chút xíu, đợi chút xíu, đang lau bàn nha. Dạ con, đợi chút xíu nha cô. Ủa, chồng con đâu rồi Lan? Con đâu biết đâu má. Má, hay là má kêu con Út Huệ ra đây bưng bánh phụ đi chứ để không kịp. Hay rồi, con Út Huệ đâu? Chàng ơi, nó không có ngoài đây, chắc vô ông trọng coi tivi rồi chứ gì. Hai anh em này á, lười biếng y chang như nhau à. Con à, hồi nãy cái tiền mà má Tình nó tính á, đâu rồi con? Con đưa cho má đi, má vô má tính sổ coi. Ủa, con đâu có biết gì đâu. Hả? Ông đâu có đưa cho con. Hồi nãy nó phụ tính tiền với má cho lẹ mà. Rồi, chết chà. Hay là đó, thấy chưa, má hay bên ổng. Trời ơi, bực bội ghê vậy á. Cha Ba Tình này, cái thằng này hết xài rồi. Lan, Lan, cho thêm cái bánh nữa đi cô Lan ơi. Dạ, tới liền, tới liền. Ba Tình, Ba Tình, Ba Tình, ông đâu rồi, chui ra đây nhanh lên. Ba Tình. Khách như vậy làm sao có cớ lên Sài Gòn thăm em Ngọc được đây. Quỷ bảy nói về đây để thăm dò tin tức vậy mà đi luôn không thấy bóng dáng gì hết. Ít chết cha, khát. Thôi rồi. Có bánh xèo chưa ba? Từ từ, nó khát rồi. Phải chê mình được nắm bàn tay đó, hôn lên làn da đó, xương biết bao nhiêu mà nói. Ông, sao ông nhìn tôi ông cười vậy? Ai mà cười gì đâu, bậy bạ quá. Ngủ đi. Có chuyện gì vậy, tôi mới thấy ông cười với tôi mà. Trời ơi, cười đâu mà cười, bà nằm chiếm bao đó, ngủ đi. Chiếm bao cái gì không biết nữa. Có chuyện gì không, nói cho tôi nghe coi nè. Chuyện gì? Hả? Tôi mệt quá đi. Trời ơi, mệt quá trời mệt đi. Nằm kế bên mà cứ cằn nhằn cứ giữ hoài. Lớn rồi, ngủ nghêu luôn, ngủ khó mà làm như nít. Ông à, ông, ông à, ông. Trời ơi, hôn hoài không chán hả em? Anh biết không, số em á khổ lắm. Thầy bói nói là đường tình duyên của em lận đận. Bởi vậy, ngay mối tình đầu của em đã bị người ta lừa gạt chuyện tình cảm rồi. Tội nghiệp không? Em tổn thương quá, nên em không dám mở lòng với ai hết. Tội nghiệp không? Em đừng có lo. Có ba đĩa đây, ba đĩa, thầy sẽ bảo vệ em tới cùng. Yêu thương em hết suốt cả cuộc đời này. Trời ơi, anh sẽ mua bông băng để băng lại vết thương lòng cho em. Hả? Ý anh là sao? Hả? Không phải, anh nói lộn. Ý anh là anh sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương trong trái tim em.
Tấm chân tình của anh á, em rất cảm kích. Em thiệt tình chỉ ước có nhiều đó thôi á. Ôi em yêu ơi, hai đứa mình sẽ đi bên nhau đến tận chân trời góc biển nha. Em chịu không? Ôi, anh đúng là người đàn ông lý tưởng của đời em. Trời ơi, ông bị gì vậy ta? Không lẽ ông bị ma nhập? Tiên! Trời ơi là trời! Làm hết hồn hết dí vậy? Hả? Tía bị ma nhập hả? Mày á, mày mới bị ma nhập á. Mày giờ mày kìa, tóc tai bù xù y như con điên vậy. Ra đây làm gì giờ này? Sao không đi ngủ đi? Cái này con hỏi tía mới đúng đó. Sao chồng tía không ngủ, tía ra cái ngày vàng của con tía nằm vậy? Tao không ngủ được, trong kia tao ra đây nè. Mày vô chồng ngủ đi. Thôi, con có phim anh Kiều Minh Tuấn. Kiều Tuấn gì ở đây? Giờ này còn Kiều Tuấn gì nữa? Đi không? Tao đập cái tivi bây giờ. Mày đi không? Con cái gì chúng không? Bà Tình, sáng làm gì quẻ quải dữ vậy? Bộ tối mày đem trộm hả mày? Làm bà này biết chừng nào mới có tiền. Không ngán mày lạ. Thôi ráng đi mày ơi. Làm gì chưa mày chừng nào mới khá được? Bộ sáng này không phụ ông già bán bánh xèo nữa hay sao? Bị đuổi rồi. Ủa? Sao bị đuổi? Quán của nhà mày mà. Tiền sao? Đuổi thì bị đuổi chứ sao? Có nhiều chuyện quá. Nó làm việc đi. Vợ. Vợ cái gì? Ông đi đâu mới về đó hả? Đâu đi đâu đâu. Ủa sao vợ không ngủ đi? Bây giờ khuya lắm rồi. Vợ không ngủ, vợ rình mò gì? Rình mò để bắt ăn trộm. Ôi, ăn trộm đâu? Ăn trộm nguyên một con ăn trộm trình hình ở đây nè. Thúi rình mùi rượu. Có thứ rình đâu. Ông đưa tiền đây. Đưa đây. Đưa cái gì? Ông còn làm bộ làm tịch nữa hả? Hồi sáng nha, ông giếm tiền bán bánh xèo của tía, đúng không? Ông lợi dụng lúc mọi người không để ý. Đưa tiền đây. Có đâu, bậy bả sức đâu có giếm gì đâu. Bậy à. Còn xạo xạo nữa hả? Ông tin không? Ông tin không? Ông tin không? Đập cái này vô mặt ông cho điện giật ông chết queo bây giờ á. Còn cả trăm ngàn đây nè, ai lấy vợ? Đừng có đếm, bỏ vô túi luôn. Đếm chi? Nó. Trời ơi, hồi sáng lấy cả 100.000 mà bây giờ còn có 8.000 là sao? Chắc nó rớt ở đâu rồi. Rớt hả? Rớt. Ui da. Rớt. Ây da. Rớt hả? Quánh nữa mà. Ông khai không? Ông lấy tiền đi đâu? Vợ. Nói nghe, biết sao không vợ? Tối đêm qua tôi nằm mơ thấy con bướm bướm màu vàng. Trời ơi, con bướm màu vàng là đi đánh thề nữa đúng không? Té ra dẫn chứng nào thật đó. Để vào lưng ông kìa. Mày, mày ngon quá. Dám lấy tiền bán bánh xèo bỏ túi hả? Không có. Đi về bển cho tao. Hai vợ chồng mày á, đừng có bén mảng qua đây nữa nha. Tía ơi, con xin tía ơi, mà vợ chồng con khổ quá mà tía. Con xin lỗi tía. Tụi bay khỏi có năn nỉ. Tao không có muốn nhìn mặt cái quân trộm cắp. Con thề không làm gì nữa đâu, con xin. Thấy không? Ông đi tao đập quẹ giọt nha. Tía ơi, con xin lỗi tía. Trời ơi, tía ơi, tía ơi, tía ơi. Trời ơi là trời, có ai khổ như tôi không trời?
đồ quỷ. Không lấy tiền bánh xèo, lấy tiền đâu ra mua đề đi. Rõ ràng tối hôm qua mình nằm mơ thấy con nhện lớn đuổi theo con nhện nhỏ. Thế nào chiều nay cũng ra con 3373 cho con. Chiều nay mà nó ra thì mình cắn lưỡi quá. Trời ơi. Gì vậy? Lo mà làm việc đi. Ngộ nó lèm bèm hoài mày. Lâu rồi sao quyết bể cò nấu xuống đây ta? Nó hứa hẹn với mình ngon lắm. Nào là 2-3 bữa xuống thăm chú Ba liền. Xạo hết biết. Ông ơi, cái bánh xèo ông đang đổ đừng có bỏ giá vô nha ông. Ừ. Vậy tôi đã nói đừng có bỏ giá vô mà. Thì quen tay rồi bưng cho người khác ăn. Tôi đổ cái sao cho làm gì dữ vậy? Tôi để ý ông từ bữa ông đi lên Sài Gòn về tới nay nha. Làm như ông có chuyện gì bực bội phải không? Hả? Hay là ông mệt trong người? Nếu mệt thì chiều bán xong ông ra trạm xá ông khám thử coi ông nha. Có bà bệnh thì có. Thôi thôi ra ngoài giùm tôi đi. Chừng nào xong tôi kêu. Lãi nhảy hoài mệt quá. Cái ông này sao đâu á. Nhớ là đừng có bỏ giá vô nghe chưa. Biết rồi. Gì đâu mà cứ thơ thơ thẩn thẩn biết nữa. Nhìn bà này càng ngày càng chán thiệt chứ. Thiệt tình. Bữa nay bà dặn đừng bỏ gì ta. Trời ơi là trời. Bên đây. À. Cứ tưởng là ông Sáu Sang thì ra là ông. Thật nè, là... nè bình tĩnh đi. Tôi nghĩ lần này ông gặp tôi, những lần sau ông cũng không cần phải gặp Sáu Sang nữa đâu. Chà, bữa nay coi bộ mạnh miệng chứ ha. Chứ sao? Sao rồi? Vụ việc thu mua căn nhà cổ tiến triển tới đâu rồi? Tới đây nè. Vậy là sao? Ông xem đi. Ông lấy tiền đập vào mặt tôi à? Ông coi thường tôi vừa phải thôi nghe chưa? Bây giờ không lấy tôi lấy lại. Từ từ. Thật sự tôi rất khó chịu với chuyện này. Đã móc tiền ra rồi á, cất vô thì rất kỳ. Đúng. Nhưng mà tôi cầm á, tôi rất ngại. Ngại thì tôi lấy lại. Từ từ, thằng ngại đỡ không kỳ. Đúng không nào? Thôi được, ông muốn gì nói thẳng ra đi. Đơn giản thôi, tôi muốn ông thay mặt cho ông Trốn gây áp lực cho Sáu Sang về việc thu mua căn nhà cổ đó càng nhanh càng tốt cho tôi. Gây áp lực cho Sáu Sang? Đúng. Để làm gì? Cứ bình tĩnh, chuyện đó ông không cần phải biết. Đơn giản một điều, khi ông Trốn ra nước ngoài, ông Trốn có nói giao tất cả mọi quyền quản lý lại cho ông. Tôi nghĩ chuyện này không ngoài tầm tay của ông đâu, đúng không? Gây áp lực lên chủ mình. Alo. Không giờ rồi anh ngủ. Trời ơi, con dặn nhỏ nhỏ chút xíu đi. Dặn gì mà lớn quá trời vậy? Đang hát mà dặn nhỏ tôi được mà nhỏ. Bây giờ con nghe lời chú Tư nói không? Con không dặn nhỏ là chú Tư tắt à? Chú Tư kỳ quá à, đang hát mà tắt tắt cái gì? Trời ơi, cãi lời. Chú Tư này kỳ quá nha. Kỳ cái gì? Tía má con còn không cấm con nữa, chú Tư la con hoài à. Con đâu phải con Thanh đâu, suốt ngày vậy đợi con hoài. Trời đất, con dám nói với chú Tư vậy đó hả? Hổn lao. Chú Tư kỳ cục quá à. Cái gì? Cái gì mà chú nạt nộ nhỏ hoài vậy chú Tư?
Anh ba, anh coi đó, nó ăn nói với tôi gì đó, nó hỗn hào gì đó, anh coi có được không? Thôi, chú lo chú về chú dạy con chú đi, con tôi để tôi dạy. Trời đất ơi, cái mửng này mà anh không dạy dỗ bây giờ mai mốt nó lớn lên nó hư hết, anh có biết không? Trời ơi, Trân ơi là Trân, đụng tới mày là bắt đầu mày tụng à. Mày làm ơn làm phước, mày đừng có làm thầy giáo trong cái nhà này. Tao là anh của mày chứ không phải học trò mày đâu. Trời ơi, thiệt tình, hết nó nổi luôn rồi. Bây giờ anh muốn gì? Tao có muốn gì đâu. Mày làm gì dữ vậy? Trời ơi. Ừ, tía hay thiệt, dữ dằn luôn. Mày nghe, mày đã không tao đập chết á. Ủa gì kỳ à? Thật khỏi, ngồi đi. Sao rồi? Uống gì? Không cần đâu, vô vấn đề đi. Ông John vừa gửi cho tôi một cái mail hỏi thăm tình hình việc thu mua căn nhà cổ tiến triển tới đâu rồi. Nếu như anh Sáu nhắm làm không được á, thì ông John sẽ nhờ người khác. Nhờ người khác là sao? Chơi như vậy là không đẹp đâu. Cái đó là ông John nói chứ không phải tôi. Hôm trước á, tôi đã đưa kế hoạch cho ông John đọc và ông đã đồng ý hết rồi. Bây giờ đưa cho người khác là sao chứ? Ở bên Mỹ, ông John có một vài người bạn kinh doanh bất động sản. Họ đều có tay chân tại Việt Nam. Nghe nói họ đều là những tay máu mặt trong việc thu mua những căn nhà cổ. Nếu như anh Sáu làm không được thì ông John nhờ mối đó. Tại sao lại không làm được chứ? Ông gửi mail và báo cho ông John biết, tôi sẽ không bao giờ để cho ông John thất vọng. Ngôi nhà cổ đó trước sau gì cũng vào tay ông John. Bao lâu? Là nhà cũ chứ không phải là nhà cấp 4, cũng không phải là nhà lá. Cần có một thời gian nhất định chứ. Thôi được, tôi sẽ báo cho ông John. Dạo này tôi hơi mệt, tôi hay bị căng thẳng quá. Tôi sợ tôi hay quên. Đó là triệu chứng thiếu máu não đó. À, rất nguy hiểm. Đây, cầm cái này mua sâm ngậm đi. Còn trẻ mà bị thiếu máu não sớm quá đó, dễ bị đột quỵ lắm. Anh. Hử? Sao ông Sáu Sang á, ổng im re vậy? Ê, hay là ổng tìm con khác làm phi vụ này rồi, đá em ra rồi. Dễ gì. Nó cũng thừa biết một điều á, nếu không phải em á thì không có bất cứ con nào có thể làm ba đứa mê muội được đâu. Trừ khi có một ngọc nữ thứ hai. Xạo quá. Nhột em. Nhột. Alo. Anh đây, em đó hả? Anh nhớ em quá à, cục cưng à. Thôi thôi thôi, không dám. Mấy ngày trước hả, còn định giao tôi cho ông già hết xí quách dê sờm, nhớ nhung gì mà nói. Đó chính là tầm quan trọng của em trong cái phi vụ này. Không có em là không thể nào thành công được, em biết không? Em giúp anh một lần thôi. Thôi 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 thôi, cái gì cũng được, chỉ trừ á, ôm ấp cái ông già hết xí quách đó. Khổ nổi, anh chỉ cần em làm chuyện đó thôi. Sao, em muốn gì anh cũng hứa với em hết á. Anh hứa hết. Cái con khỉ già đó đó hả, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Trời đất ơi, nghĩ tới ổng á là mắc ói rồi à. Anh đền được cái gì cho tôi? Không có gì chứng tỏ tấm lòng của anh cứng rắn hơn kim cương. Một cà rã hột xoàn trị giá 200 triệu. Trời đất ơi, chuyển khoản cho tôi á một lần chưa tới 20 triệu mà òn èn tới òn èn lui. 200 triệu chắc cho tôi ăn bánh vẽ no quá ha. Em làm như anh hay thất hứa dữ lắm à. Tin anh lần này đi cưng. Để tôi suy nghĩ rồi à, tôi báo cho nha. Ok cưng. Sao rồi, ổng chịu xuống nước năn nỉ em rồi phải không? Lần này chắc là lễ nhật không có nhỏ đâu à nghe.
Anh, ông hứa là cho em chiếc nhẫn hột xoàn 200 triệu á. Ừ, vậy hả? Bây giờ mình tính sao? Bỏ thì tiếc quá. Ai biểu em bỏ làm gì? Cứ tới chỗ hẹn với hắn đi, rồi mọi chuyện cứ để anh sắp xếp cho. Bây giờ mới có 8 giờ hơn à. Em đi gặp ổng đây. Gấp gáp cái gì chứ? Mình phải ăn mừng với nhau, bước đầu thắng lợi. Rồi muốn đi đâu thì đi. Sao? Gì? Muốn ăn cò hả? Vậy thì chị sẽ cho cò gãy cánh. Ông à, ông lại tính làm chuyện gì mờ ám nữa vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Nãy giờ tôi đứng ở đây, tôi nghe ông hứa là ông mua cho người ta hột xoàn cà rá tới mấy trăm triệu bạc. Chắc chắn ông có ý định làm chuyện gì mờ ám, cho nên mới mua chuộc người ta tới mức đó, phải không? Chuyện làm ăn của tôi, bà biết cái giống gì mà xỉa vô. Bà để dành sức của mình lo cho thằng Phát tôi thấy còn có lý hơn. Ông mà còn biết lo cho nó nữa sao? Cũng vì mấy cái chuyện làm ăn thất đức của ông bấy lâu nay mà thằng con mình phải chịu như vậy đó. Bà ông chưa sáng mắt ra sao? Bà chỉ giỏi đổ tội cho người khác. Tôi nói bà biết, bộ bà không nhớ câu con trai nhà đức mẹ hay sao? Tôi làm gì mà thất đức? Ông không làm gì sao? Bao nhiêu công trình bị ông rút ruột, bao nhiêu đồng tiền gian lận, dơ dái, tội lỗi chảy vô túi của ông. Đó còn chưa kể chuyện ông lăng nhăng ngoại tình bậy bạ, rồi xui khiến người ta làm những chuyện hại người để lợi cho ông. Thôi thôi, bà đi lên tụng kinh, hãy đi ngủ đi. Đứng đi lại nhảy mấy cái chuyện cũ nghe mệt lỗ tai lắm. Ông làm sai á mà ông không biết hối cải, vậy thì tôi sám hối tới chừng nào mới rửa sạch hết tội lỗi của ông đây? Dạ con chào chú Tư. Ờ, chào con. Dạ. Chú Tư. Ờ, Đọt. Đi đâu mà về tối vậy con? Dạ, con đi chạy lưới về. Ủa sao chú Tư đứng đây có một mình vậy? Chú Tư mới ngoài lớp về hả? Ở trong nhà ồn ào quá, chú Tư định ra ngoài lớp soạn giáo án cho yên tĩnh. Với lại sẵn dạy chữ cho mấy đứa nhỏ chăn trâu, không có giờ lên lớp buổi sáng. Trời, bé Thanh sướng thiệt chứ, có tí được làm thầy giáo, đã thiệt á. Nghe con Thanh nó nói là con cũng muốn đi học đúng không? Sao không thấy ra lớp học? Con cũng tính đi học, mà bây giờ hả, đi học với mấy đứa con nít hả, mắc cỡ chết chú Tư ơi. Sao lại nghĩ như vậy? Biển học là mênh mông ha. Con nghĩ là người già không đi học được sao? Chú Tư già rồi vẫn còn học nè. Mày già hơn chú Tư không? Ủa thiệt hả chú Tư? Ừ. Chú Tư còn đi học luôn hả? Ừ. Vậy trường nào mà dạy cỡ tụi chú Tư hay vậy? Ừ. Con xin lỗi chú Tư, ý con không phải là cố ý nói chú Tư già. Đúng là không có trường lớp nào dạy, mình phải tự học thôi con à. Chú Tư tự học á thì được rồi, chứ con mà tự học hả thì bó tay luôn á trời. Thôi được rồi, ngày mai con ra ngoài lớp đi, chú Tư dạy con học, nghe chưa? Thầy không chú Tư? Thiệt. Trời, chú Tư dạy con học luôn hả? Ừ. Có tốn tiền không chú Tư? Tốn tiền cái gì mà tốn tiền, ai nỡ lấy tiền của con đâu mà sợ tốn tiền. Nè, ngày mai cứ ra lớp học đi, chú Tư sẽ dạy cho con chữ để mà biết với người ta, để mà còn vươn lên nữa, nghe chưa? Dạ, cảm ơn chú Tư. Kể từ bây giờ con sẽ kêu chú Tư bằng sư phụ. Yeah. Sư phụ cái gì? Sư phụ. Còn bây giờ đệ tử chở sư phụ về. Ừ. À Sáu. Tên. Em chào anh. Thế sao?
có thấy gì đâu. Trời ơi, đi vô đây làm như đi chùa vậy bà nội. Cởi áo ra coi. Được rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi đây. Xích quá, xích quá. Anh Sáu thấy gì chưa? Để ngốt luôn nghe. Em ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với anh này một chút. Có chuyện gì nói luôn đi. Đi ra ngoài. Vậy là sao anh? Gì kỳ vậy anh trai? Có gì đâu kỳ, về trước đi. Anh kia hôm nay có kèo mà tại sao giờ đuổi người ta về là sao? Gì? Sao gì? Đi về đi rồi người ta tính sao cho. Để người ta về tay không á là dơ lắm nghe đẹp trai. Dơ hả? Ừ. Tiền chứ gì? Được chưa? Vậy là đẹp phải không? Vậy là sạch đúng không? Không có dơ đúng không? Nè. Hả? Về đi. Lần sau chắc chắn có kèo á thì hãy liên lạc với anh trai. Sao vậy? Bắt mày bị đuôi hả? Mày thấy con nhỏ như vậy mà mày kêu đưa cho ba đứa để gạt lấy căn nhà cũ. Trời ơi, anh nói mà anh không có nghĩ gì hết trơn. Anh thấy con Quế Ngọc nó chảnh chó không? Em đưa con nhỏ này tới giới thiệu cho anh coi làm sao. Nhìn nó cũng được chứ bộ, cao ráo đàng hoàng người mẫu mà. Nhìn bèo bèo cũng được 7 nút vậy. Mày thích thì mày ăn đi. Học bài đó hả con? Ủa Tía, con học cũng sắp xong rồi Tía. Giờ này sao không đi ngủ đi còn học bài nữa con? Dạ con học sẵn chờ Tía luôn. Mà Tía, ngày mai á Tía có về nhà ăn cơm chung với con không? Tía cũng không biết nữa. Chắc là ngày mai Tía ăn cơm trên đình với mấy ông Từ. Vậy ngày mai á con nấu cơm xong rồi con bỏ vô cảm ơn sách lên cho Tía nha. Con gái của Tía giỏi ngoan thiệt á. À mà nè. Dạ. Con nấu thêm phần cơm nữa cho anh Đọt ăn luôn nghe. Ủa anh Đọt lên lớp học hả Tía? Mà lên chi vậy Tía? Thì Tía kêu nó qua bên đình để Tía dạy nó học chữ. Cái thằng hiền lành giỏi giang vậy mà mù chữ, tội nghiệp nó. Dạ mà Tía, mai mốt á mà hả anh Đọt biết chữ rành rồi á, Tía kêu ảnh đi học thêm bổ túc nha Tía, để mai mốt có bằng xong rồi á mình cũng dễ xin việc làm hơn. Thì Tía lúc nào cũng mong mấy đứa nhỏ như tụi con học hành cho nó đàng hoàng để sau này còn có tương lai nữa chứ. Rồi á, khi em biết cái chữ rồi á, về đây làm việc giúp đỡ xóm làng, vậy không tốt sao? Mà sao Tía thấy độ này con quan tâm tới Đọt dữ vậy ta? Nó có chuyện đó đâu Tía. Tía này kỳ quá. Có không? Không. Con đi ngủ á. Không giấu Tía nha. Dạ. Không lẽ nó có cảm tình với thằng Đọt thiệt. Mà cho dù vậy thì có sao đâu. Thằng Đọt nó cũng hiền lành, tốt tính mà. Cái gì? Anh đổi kế hoạch nữa hả? Đúng vậy. Trời ơi, anh đừng có nói là từ Mỹ Nhân Kế đổi thành Mỹ Nam Kế nghe. Tao với mày ai là Mỹ Nam mà kế với không kế. Chứ sao, nói đại ra đi ông ơi, mệt quá. Thằng John nó lại hối như vậy. Nó biểu trong vòng một tháng phải thu mua cho được căn nhà cổ đó. Còn nếu không đó, nó sẽ giao cho người khác làm. Tao quýnh quá nên mới hứa ẩu là trong vòng một tuần sẽ có tiến triển cho nó thấy. Bây giờ áp lực quá. Nhưng mà phi vụ này mình chỉ có quyền thắng chứ không có quyền thua. Trời đất ơi, phi vụ này có quyền thắng không có quyền thua? Mà thắng bằng cách nào? Con Quế Ngọc nó đã chịu rồi. Chịu rồi? Ừ. Mày nối lại liên lạc với thằng cha ba đía đi, tạo cơ hội cho con Quế Ngọc sắp vô với thằng cha. Ê, cái gì? Đồng ý rồi hả? Hay nha. Anh làm bằng cách nào mà cái bà chảnh đó bà đồng ý vậy? Hả? Loại gái như nó chỉ có mám tiền thôi. À, thì ra là vậy.
cái ông này nhích lên cho người ta lấy cái mền trời coi. Trời ơi là trời, đang ngủ mà giật mình cái đó lọt xà gãy cổ sao? Trời ơi sang bét rồi, vậy đi còn buôn bán nữa chứ? Không có buôn bán gì hết trơn á. Sao không buôn bán? Bộ không thấy trong người ông không khỏe hay sao vậy? Sao chăng gì nữa, người ta đi làm công chức á, một năm người ta nghỉ mười mấy ngày phép, chưa kể thứ bảy chủ nhật. Còn tôi á, mở quán bánh xèo mười mấy năm rồi, ngủ được chút bà cũng cằn nhằn nữa. Tôi đâu có dám nói gì ông đâu, nhưng mà chỉ coi là ông đau chỗ nào thôi à. Bình thường ông siêng lắm mà, chưa sáng là ông đã dậy rồi lo đổ bánh rồi, mấy ngày nay tự nhiên ông đổi tánh. Bà đi ra ngoài giùm tôi cái đi, đã ngủ à, ai có hỏi nó quán bánh xèo nghỉ bán vài ngày. Hả? Nghỉ vài ngày hả? Ông nói giỡn hay thiệt vậy? Tôi nói thiệt, mới tôi đi Sài Gòn rồi đó. Mai ông đi Sài Gòn? Ừ. Đi chi nữa? Chi kệ tôi, tôi nói sao bà làm vậy đi. Dạo này á, tôi thấy bà hay giở chứng đó nghe. Nói mười cái mười cãi nha. Muốn chống đấu lại với tôi phải không? Phải không?